Thưa quý vị và các bạn, nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, xóa nhòa mọi khoảng cách về lứa tuổi, về giới và những định kiến vốn có trong xã hội, một buổi biểu diễn âm nhạc đường phố mang tên Không Giới Hạn đã được tổ chức tối qua tại Vườn Hoa Lý Thái Tổ. Sự kiện được phối hợp tổ chức bởi nhạc sĩ Quốc Trung, tổ chức Oxfam, Văn phòng Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên SISAGA. Không Giới Hạn là buổi biểu diễn mang sắc màu tự nhiên, phóng khoáng, đầy ngẫu hứng với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ đang được mến mộ. Với các thông điệp tình yêu, khát vọng, năng lực và cơ hội. Cái thông điệp của ngày hôm nay là tất nhiên là mỗi người đều có những cái sự lựa chọn riêng trong đời sống của mình. Nhưng nếu chúng ta có những cái khát vọng, những cái mong muốn được dấn thân, được thể hiện cái năng lực của mình thì tôi nghĩ là không nên chần chừ mà phải sống với những cái khát vọng của mình. Bởi vì tước đi những cái khát vọng sống thì nó là một cái điều rất là bất hạnh đối với bất cứ người nào. Không gian âm nhạc của buổi biểu diễn đã kết nối mọi người lại với nhau, cùng chia sẻ, ủng hộ khát vọng và mong muốn đóng góp cho xã hội với tinh thần cởi mở, không định kiến và không giới hạn.